Rồi đi chơi. Ok. Đi trước, con đi trước đi. Mẹ ơi, cái rồi chắc mình phải đi có. Mở cửa ra cho mẹ đi. Ok. Thử. Giỏi. Bị nắng quá hả? Đi thì nắng đi 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 mới hết nắng con. Đi mới hết nắng. Con trai này nó ghét nắng dễ sợ luôn á. Đi con, đi, không ai mẹ đi nha. Đi mới hết nắng chứ. Chắc có đi á, đi cho đi, đi đi che nắng đó. Không sao, mẹ bồng con hả? Dạ. Không bồng, tự đi. Không bồng tự đi. Nè đây mẹ che nắng cho nè, rồi che nắng rồi đi nè. Đó, thấy chưa mẹ che nắng chạy thấy không? Đây mặc quần bông, đồ áo xanh, đồ đi giúp Lào, đồ đúng mùa hè sôi động không? Tay cầm kẹo nữa. Gì vậy? Gì còn móc mũi nữa. Đi ngoài đường bình thường lại lên. Hả? Ờ chú làm, cô nói đi chú cắt cỏ. Bên kia. Ờ chú cắt cỏ bên kia đúng rồi. Xe mình đâu, đi ra kiếm xe mình coi. Này. Xe nào? Chỗ này. Đâu đó đâu đi kiếm xe mình coi coi bên coi đã biết không nha. Không vậy. Không vậy. Là gì? Không vậy. Rồi xe đâu lại chỉ chiếc xe mình coi. Này. Trời, hay vậy? Rồi mở cửa tự leo lên. Tự leo lên chỗ con ngồi. Chắc mẹ đi mua cho con cái chỗ, cái ghế xe ngồi mới quá trời ơi. Rồi lên ngồi đi, leo lên. Mẹ kia. Tự leo lên, đúng rồi mẹ ngồi bên kia, con ngồi bên này. Tự leo lên. Ngồi đâu? Ngồi đi. Ngồi đây cho công an cảnh sát bắt hay gì hả? Con không chưa, con chưa. Nó ghét ngồi ghế này lắm. Mà con chưa có được ngồi đó, con phải ngồi trên này. Tại vì con còn em bé nên con phải ngồi đây. Lên đây ngồi với mẹ, lẹ lên để cho mẹ cho đi chứ hết giờ hết ngày rồi nè. Lên đây rồi mẹ bồng lấy em cho ngồi nè. Em nè, em rớt dưới đây nè. Em mới kìa mau rớt nè. Rồi lên ghế ngồi, lẹ lên. Ba, tội ba khoái ngồi ghế bình thường. Đi con, lên đây ngồi con. Ok. Ok, giỏi. Ok. Rồi, thử lên ngồi cho mẹ coi coi. Kẹo. Kẹo bỏ đó, đúng rồi. Em biết kì mau cho em biết kì mau ngồi đây trước đi. Rồi con leo lên ghế ngồi giỏi cho cô chú coi coi. Chay nó ngồi giỏi làm sao? Không. Làm sao? Không bỏ đây nữa. Rồi lên ghế ngồi. Không bỏ đây. Giờ muốn ép buộc phải không? Muốn ép buộc phải không? Ép buộc là không có hạnh phúc đâu á. Leo lên ghế ngồi. Làm sao? Ép buộc là không có hạnh phúc đâu, lẹ lên đi. Rồi ngồi lên đi rồi mẹ cho mấy chị mau. Đang sợ. Em sợ mấy chị mau. Halloween night. Halloween. Em đi học cả Halloween night. Ừ, ok. Giờ chị muốn đi đâu cho nó mẹ nghe coi. Muốn đi chơi chơi. Muốn đi đồ chơi phải không? Yeah. Ok, rồi ôm em nha. Bye bye, bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú. Mua Mickey Mouse. À, chạy đi mua Mickey Mouse, ok. Ừ, mẹ ngồi xuống rồi, giờ con đeo kiến vô đi. Con ngồi xuống, con đeo kiến vô cho mẹ. À, con đeo kiến vô bụng quá à. Chị đi rồi, chị đi về rồi. Con đeo kiến vô cho mẹ đi, đeo kiến vô cho đẹp đi. Bị nắng quá hả? À? Đeo kia, đeo ngược rồi. Đó, đúng rồi, giỏi. Quá đẹp luôn. Con gì? À, quá trời con đất kỳ luôn hả? Làm dáng coi chay, làm dáng ngay. Cười cái coi. Con muốn ngồi mẹ hả? Ngồi mẹ làm chi? Quá trời chỗ ngồi, sao kiếm chỗ ngồi đi, ngồi mẹ làm chi? Đi đây mẹ. Mẹ bồng con hả? Nè leo lên ghế này nè. Rồi leo lên ghế này, ngồi ghế này với mẹ. Chịu được mà. Hello cô chú chưa? Ủa? Dạ. Dạ.
Chay chay giống chay giống bà ngoại ha ông ngoại? Ngoại. Rồi chay giống ông ngoại ha bà ngoại? Nắng. Hả? Chay 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 giống ba Bảo hả mẹ Ngân? Nè ba. Chay giống mẹ Ngân hả ba Bảo? Trời ơi dữ ta. Mày con mèo. À con mèo hả? Mày chay giống ba Bảo hả mẹ Ngân? Mà chơi giống mẹ Ngân hả ba Bảo? Coi chừng rớt cái kiến xuống bây giờ á. Cái kiến đó của con hả? Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi, nhiêu tiền? Là ai? Ai? Cái đó của mẹ không? Không. Không có mẹ nữa. Sao vậy? Mà bây giờ nè, bây giờ có cho Bali với Bình Sình đi bô không? Không. Sao vậy? Đúng. Đếm nè. Ủa sao đếm nè kỳ vậy? Có cho bà ngoại đi bâu không? Không. Thì sao vậy? Mày. Ủa của con hả? Có cho bà Bảo đi bâu không? Không. Sao vậy? Chay. Ủa chay hả? Có cho mẹ Ngân đi không? Mẹ mua. Mẹ mua không? Không. Chị mua. Có cho cô Su với Bèo Lạ đi bâu không? Không. Thì sao vậy? Phát cửa lại nha hả? Có cho mẹ đi không? Không. Dạ. Có cho đi không? Dạ. Ờ. Rồi có cho Út đi bâu không? Không. Ủa sao vậy? Để trên nhà. Trời không cho Út đi bâu nha, nhớ nha. Mày mét Út nè. Rồi mày nói rồi về để mày gọi điện thoại cho Út. Để đi cái đi camera rồi vô phone. Rồi mày gọi điện thoại cho Út nè. Nói Út là chay không có cho Út đi bâu nè. Gọi nha. Dạ. Rồi gọi dạ. Alo Út hả? Ừ con Chay nó nói là nó không có cho Út đi bâu nha. Ừ đừng có qua đi chơi nữa nha. Ừ nó đi qua nó không có cho đi bâu. Không. Có cho đi không? Dạ. Có cho Út đi bâu không? Không. Không cho vậy thôi Út không qua nha. Rồi nói chuyện Út nè. Hello Út. Dạ. Không nói gì á? Không nói sao? Mà con có nói con có cho Út đi bâu không? Dạ. Có cho đi phải không? Dạ. Rồi giờ cho đi giờ. Rồi giờ có cho ngoại đi không? Ok. Cho ngoại đi luôn rồi hả? Giỏi ta. Bây giờ có cho Bali với Bình Sành đi không? Ok. Trời ơi giỏi quá. Ngoại đi ơi hả? Ngoại chi? Không hiểu, nói lại coi. Không hiểu luôn, nói lớn lên chứ nói nhỏ cũng còn không hiểu nữa. Cho ngoại sao? Cho ngoại đi tàu này. Rồi chay ngồi với ai? Ngoại với ngoại. Chứ ngồi ngoại hả? Giỏi ta. À, chay ngồi với mẹ ngồi với ngoại hả? Rồi Bình Sình với Bali ngồi với ai? Bình Sình với Bali ngồi ai? Ngồi ghế này. Ngồi ghế này hả? Ngồi ghế này. Ngồi một mình ha, ngồi với lại ba Bảo. Ba Bảo. À. Ba Bảo ngồi. Rồi. Rồi ông ngoại, ông nội ông ngoại ngồi đâu? Ba Bảo ngồi bên kia. Ông ngoại ngồi bên kia hả? Rồi Út ngồi đâu? Út ngồi bên kia. Út ngồi bên kia luôn hả? Rồi con ngồi đâu? Con ngồi đó phải không? Con ngồi mình ha, con ngồi với mẹ ha, ngồi với ngoại. Ngồi ngoại. Con ngồi ngoại phải không? Rồi ok. Quá dữ luôn. Đây nè, rồi nước quên nữa, có cho bà Nhung đi không? Dạ. Rồi, ở bên đây nó cho bà Nhung đi bâu luôn. Không, không cái đó là cái áo khoác đó con, áo phao đó. Không. Trời ơi, chắc có con ghê ghê kìa. Ghê kìa. Đó. Ghê đó thấy chưa? Ngồi đàng hoàng để ghê ghê cắn. Long sao? À cũng sợ ghê ghê con lên đó ngồi hả? Cái này là để chai nước đó con. Cái này để nước á. Để nước, để chai, để lọ vô. Đừng. Chạy đi, stop. You gotta stop that. Fuck you.
Nào, rồi ok, put it back. Rồi, thank you. Rồi, có nắng rồi, đeo kiến vô. Ngồi với mẹ nắng rồi hả? Trời ơi, nắng rồi con ngồi với mẹ. Trốn nắng. Sao nó ghét nắng một cách kỳ lạ luôn á. Nó ghét nắng một cách mà không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Sợ hay là sợ đen da? Hay là sợ đen da mặt? Đó cô chú, giang hồ đi đổ dịch nữa nè cô chú. Mà dạo này chưa có đủ dịch để nguyên một bầy để đuổi. Cô chú khoái cái video clip chạy đi dí bắt dịch. Đi đuổi, đi lẹ lên. Rồi hai con, trời ơi trời, đứng đuổi người ta đi rồi vỗ tay nữa trời ơi. Còn hai con kia, hai con kia đâu? Tới tay chay, tới đuổi hai con kia luôn chay. Chay tới đuổi hai con kia luôn, tới đuổi nó xuống luôn con, để nó ị, nó ị dơ là con chung chạy đi là không được á, con chạy đi con chúng á. Rồi, một em. Rồi, vỗ tay nữa ông nội ơi. Đứng vỗ tay nữa. Em này chỉ khỏi cần đuổi, tự động đi luôn. Hay quá. Good job JD. Yay. Con bye bye đi, bye bye dịch đi. Không được lên đây nữa. Con nói đi dịch, không được lên đây nữa. Hả? Nói dịch không được lên đây nữa. Muốn đi thuyền không? Mà con còn nhỏ quá, mày sợ mày chở con đi cứ ngồi con gặp gình cái là té. Móng muốn một kia hả? Ở chay đằng kia có mấy con dịch kìa, chay lại đủ mấy con dịch chay. Đằng kia có mấy con dịch kìa, mấy con dịch đằng kia kìa. Đi con. Năm ngoái là cầm cái kỳ hút rác với lại cái chổi đi ra đủ tích đi chơi. Cái này là để thức ăn cô để cho chim lại ăn chơi con. Chim nào mà có đói bụng á là chạy ra đây ăn. Đó, cô chú thấy không? À, chim trốn rồi. Cái này là chỉ để cái này là mình ai hàng xóm này nè, ai mà thích là cứ mua đồ ăn cho chim cái để ra đây cái chim lại đói bụng lại ăn. Ai ba đầu ba, cái đó chú đó chứ kêu ba sao, ai sao thấy ai mà đàn ông cũng nhận làm ba vậy chứ, nó làm y như tôi là tôi lơ lửng đồ lắm hay sao á. Ai mà nó thấy là đàn ông nữa kêu ba nữa có được không? Hết dịch rồi, đi đây nè, dịch đằng đây nè. Trời nó lại đằng kia rồi kìa, lại lên, nó lên trên thuyền chạy rồi kìa. Lẹ lên chạy lại. Ừ. Mới đuổi đằng đây cái nó lại đằng kia liền, hay ghê thiệt mấy đứa này. Nhanh lên chạy, cố lên. Mấy cái đứa này thiệt là chưa đuổi là không đuổi bao giờ đuổi kịp đó. Con bà đứng rồi, con bà đứng thủ tướng mà kìa. Rồi xuống tấn. Chưa mà nó chưa đi xuống mà sao dê được. Dữ quá hả? Dữ quá đất gì hả? Kìa nó còn đứng trên cỏ kìa, chưa đi xuống mà. Kìa bốn con kìa. Chạy dí lẹ lên.
Rồi dí mấy con kia nữa, dí mấy con kia nữa. Để đây. Giỏi. Trời ơi trời 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 ơi. Giỏi quá. Đâu? Gì? Cái gì á? Mày dạy con gì? À, mày chạy con hả? À, chạy so fast hả? Rồi chạy chạy trước đi, mày chạy sau. So fast. So fast, nó nói chạy so fast có nghĩa là chạy nhanh á. Bên kia đâu? Đâu có con nào đâu bên kia. Chơi chơi rất là thích chơi chạy chơi dí chạy, ý nên là chơi đuổi bắt á. Ý nên là chơi đuổi bắt á, mà nó nói gọi là chạy so fast. Dơ rồi, ghê quá. Thấy chưa? Kệ nó đi con, dơ rồi, dơ quần luôn rồi hả? Ướt quần luôn rồi, tại cỏ ướt á. Chạy máy bay kìa. Thấy không? Thấy máy bay không? Ướt rồi hả? Kệ đi con. Happy sao? Rồi happy sao? À, happy là giúp con á. Thôi, nó sợ dơ, con này nó sợ dơ dữ lắm. Bởi vậy. Cái gì à? Giờ thêm một đứa sợ dơ nữa đây. Khác dài. À muốn dài khác hả? Con nói mẹ ơi con muốn dài khác. Ước rồi hả? Con nói con muốn dài khác. Chứ không có nói là muốn khác dài. Chưa gì mà nó ngạo tiếng Việt rồi hả? Con muốn dài khác. Đúng sai đó. Rồi khai gì làm sao khai rồi sai làm sao cái gì sai muốn khát dài có muốn khát quần không ok hả rồi đi tự nhiên có một chiếc xe đạp rồi bây giờ nó ngồi xuống nó phá xe đạp luôn rồi giơ hai bàn tay mẹ coi rồi đó ơi coi chạy mẹ ơi coi chạy coi được không con muốn chơi xe đạp xuống muốn chơi xe bạp hả xe đạp này rồi coi cái mặt nè con muốn xe sập trời ơi còn quẹt lên tóc nữa trời ơi quẹt lên đầu luôn chay dơ quá trời dơ luôn chay ơi cái áo YouTube nó bị xúc mấy cái chữ YouTube ra rồi ra gỡ ra luôn vừa gỡ nữa nó gỡ riết rồi phải mua cái áo mới luôn á trời ơi chay ơi là chay nó nghe nè lớn lên tính làm nghề sửa xe hay gì hả tính lên con tính xe gì xe mà ngân gì xe mà ngân chay làm sao xe mà ngân đó coi á từ mà mặc cái đầm xinh đẹp cho tới mà lết rồi dơ con chút nữa rửa tay không được không? Trời ơi hư cái quần luôn rồi coi được không bye bye đi đâu mà bye bye hả chay mang dép vô chị đi wear your shoes chị đi coi được không hỏi dép nó đâu nó nói không nó chạy bye bye đó coi tự nó đi kìa coi được không mình nó thênh thang đó đây giang hồ mà giang hồ đứng ra ngoài đứng cái cầu bình thường không đứng trên cái cây chơi vậy đó chạy vô ngoài nãy tại sao con đi ngoài kia con sợ cô hả? Để
cô có làm gì đâu con, đâu con sợ cô. Con